OK, xin chào các bạn. Tiếp tiếp và series Brickcast Tip and Trick. Hôm nay mình trả lời câu hỏi của một bạn. Câu hỏi, hai câu hỏi. Thứ nhất, mình thiết lập sao để lệnh xuất hiện ngay ở trò chuột như get được không anh? Thứ hai, thiết lập làm sao để khi dê chuột qua mà không dính đối tượng, giống như dê ở trên get thì bị dính đối tượng, như hack block thì bị đơ máy. Em thực hành trên Precast mà setting không được, nếu được mong anh chỉ giúp. OK, cái này thì là nó cũng không khó lắm. Mình có tra trên Google và trên forum của Precast thì trả lời câu hỏi của bạn như sau. Nhất, thiết là làm sao để cái con trỏ chuột, cái lệnh nó xuất hiện ngay con trỏ chuột, thì cái này nó là một cái biến ở trên cái hệ thống của Precast. Các bạn sẽ vào precast, thì bình thường ví dụ chúng ta vào lệnh line chẳng hạn, thì nó sẽ hiện lên ở góc dưới bên tay trái của thanh command bar đấy. Thì chúng ta sẽ quen anh kiểu này rồi, và nếu một số bạn thì cũng thích cái kiểu là nó hiện lên ở góc này chẳng hạn. Bây giờ giả sử mình gõ lệnh trên bàn phím nhưng mà cái chuột nó lại mình đang để ở đây thì lệnh nó hiện ở đây, thì chúng ta gõ một cái từ, một cái lệnh là prompt, menu enter, thì giá trị của nó từ 0 đến 5. Thì nếu các bạn để giá trị từ 0 đến 5 thì các bạn để giá trị 5 chẳng hạn, thì khi các bạn gọi lệnh line chẳng hạn thì các bạn pick một điểm, thì các cái chỉ thị tiếp theo của cái lệnh nó sẽ hiện ở bên trên cái màn hình của các bạn. Đấy. Đấy. Nó hiện đây. Ok chưa? Thì các bạn có thể thực hiện cái lệnh close đó, thì thực hiện cái thao tác đó, thì nó không nằm ngay tại con trỏ chuột nhưng các bạn có thể điều chỉnh cái vị trí của nó. From menu, các bạn giả sử các bạn điểm một lệnh line chẳng hạn, thì các bạn sẽ ra một cái lệnh list ở đây, lệnh list line đây, cái này thì nó sẽ nằm ở vị trí trên màn hình. Sẽ gọi lại cái lệnh from menu. Thì bốn cái value của cái lệnh from menu system variable thì giá trị 0, bạn sẽ không hiện lên cái from menu. Giá trị 1 thiết lập là hiện lên, và giá trị 2, 3, 4, 5 nó sẽ hiện thị góc dưới bên tay trái này, góc dưới bên tay phải, góc dưới góc trên bên tay trái và góc trên bên tay phải. Đấy, chúng ta sẽ có bốn cái ý nghĩa như vậy. Thì các bạn sẽ nhập giá trị là 0 thì nó sẽ không hiện lên cái prompt menu đó. Thì các bạn thực hiện vẽ lệnh như bình thường, nó chỉ hiển thị ở thanh command bar thôi. Còn nếu các bạn để nó hiện lên là giá trị 1 thì nó sẽ hiện lên cái giá trị trên cái màn hình của các bạn đó. Đó. Còn nếu chúng ta để giá trị là 2 chẳng hạn, 2 thì giá trị nó là góc trên bên trái. Đây, các bạn có lệnh line đấy, có trên bên tay trái đó. Hay là giá trị 3 là góc trên bên tay phải, góc trên bên tay phải. Thì đấy là cái cách để hiển thị cái thanh thiết lập cái lệnh nó xuất hiện ngay ở trỏ chuột như get, thì nó bằng lệnh from menu có 4 à có 5 giá trị từ 0 đến à có 6 giá trị từ 0 đến 5. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Thiết lập sao để dê chuột qua mà nó không dính đối tượng, tức là đấy, ở đây ý nghĩa là theo mình hiểu là khi chúng ta dê chuột qua thì cái đối tượng này nó sẽ được highlight, cái đối tượng này nó sẽ được sáng lên. Thì đó là một cái biến nằm trong cái lệnh của precast, đó là cái biến selection. Các bạn gọi từ selection previews. Đấy. Thì giá trị để 0 nó sẽ là không hiện lên. Các bạn chỉ giá trị 1 thì khi các bạn dê chuột qua nó sẽ sáng cái đối tượng lên, nó sẽ đậm cái đối tượng lên, sẽ được highlight đối tượng vào đây. Các bạn để 2 thì nó lại off 1 3 sáng 0 off. Đó.
Thì cái biến này nó có liên quan đến một số cái biến khác, đó là select selection mode. Thì nó sẽ thiết lập liên quan đến cái phần này. Thì cái này để disable cái phần hai này thì các bạn sẽ quan tâm đến cái lệnh như mình có nói là lệnh selection preview. Đó. Nó thực ra thì 0 đến 3. Thì 0 nó sẽ off. Để 1 là nó sẽ on. Đó. Ok chưa? Chúng ta sẽ highlight lên. Thì đó là cái giá trị để các bạn điều chỉnh cái hiển thị khi các bạn dê chuột qua, nó sẽ không highlight hoặc là không hoặc là có highlight đối tượng trên precast. Ok. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau về precast tips and tricks. Xin chào các bạn.